kênh Các Kiện Chấm với em của mình nha. Rồi ha, trong clip này lại là cuối tuần đó, ngày mai là Chủ nhật nha cả nhà ơi. Đó thì hôm nay mình sẽ cập nhật cho anh em một số cá săn mồi, cá lóc cảnh của mình, cho anh em xem tham khảo vào những ngày cuối tuần như thế này. Thì những con cá cảnh ở đây mình bán cho các bạn thì đều chuyển khoản thanh toán trước và sau đó mới đóng hàng và mình ship cho anh em ha. Vì đây là cái mặt hàng cá cảnh, anh em tin tưởng thì mình mua và không tin tưởng thì thôi. Những cái dòng này mình săn mồi á, thì mình sẽ ship các tỉnh thành trong khu vực miền Nam và miền Trung. Còn miền Bắc thì cũng tùy theo loại nha. Anh em nào miền Bắc mua thì cứ vào comment cho mình. Đó, mình sẽ tư vấn cái dòng nào gửi xa được thì mình sẽ gửi cho anh em ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ vào chi tiết cho anh em xem từng dòng cá của mình hôm nay và báo giá cho anh em luôn nhé. Rồi mình đến với dòng cá đầu tiên hôm nay nha các bạn. Dòng cá đầu tiên này là dòng cá ngân long. Ở ngân long ở đây mình sẽ có size tầm 28 đến 30, mình báo phỏng nha. Đó, thì nó không có dưới 28 nha, từ 28 đến gần 30. Đó, và giá mình đang bán là 370k một con. Đó, thì những cá đây mình không có bao gồm phí ship nha. Ví dụ anh em mua một con thì nó tầm khoảng 34k tới 40k trở lại thôi. Ví dụ một con to to như thế này ha. Đó, cái phí ship nhà mình báo phí ship một con nha. Còn em mua nhiều á thì cái phí ship nó sẽ nhẹ lại. Đó, 370 xa 28-30 nha anh em. Cá này là cái lọt mới về nha anh em. Bữa họ mình đăng 5 con thì trong vòng một nốt nhạc thì anh em chốt hết luôn. Cái này là cái bầy mới nha anh em. Cũng có lác đác vài con thôi, tại vì mình thường xuyên là lên cá lắm. Không cần thiết phải mà lên một đống cá thì nó tốn rất là nhiều hồ. Dòng cá ngân long nha các bạn. Rồi tiếp theo mình đến với cá nàng hai. Nàng hai hôm nay thì mình không có lên cá mới nha mọi người. Ở đây mình còn một cặp nha. Đó, thì cái size nó tầm khoảng 19 cm và giá mình đang bán là 600k một con. Ở đây mình còn một đôi. Đó, thì hôm nay cũng là cuối tuần. Đó, thì anh em là chốt một đôi này mình để cho anh em là 1 triệu nha. Dạ 1 triệu nha. Đó, có con này hồi sớm là mình vớt á anh em, thì nó nhảy cắn cái thành hồ, nó bị dập cái vầy bên đây, nó dập nhẹ thôi nha mọi người, không có ảnh hưởng nhiều nha. Đây. Đó. Cá này là cá mình cam kết với anh em là cá mạnh nha. Đó, không có cá yếu đâu. Cá yếu là mình sẽ kiểm tra lại đàng hoàng. Trước khi mình gửi cho các bạn là mình sẽ kiểm tra tại chỗ ha. Trường hợp nó yếu là mình báo cho các bạn mình không gửi. Anh em có thể chọn con khác hoặc là để lại mình dưỡng lại cho nó khỏe rồi mình mới ship cho anh em nha, chứ không phải về con mình lên cá nó yếu cái mình lấy cá yếu mình gửi cho anh em, anh em nhận hàng anh em kiểm tra. Nếu mà nó con cá mà nó chết thì mình cũng lỗ chứ ai. Nó tại vì ở đây mình bảo hành vận chuyển cho anh em. Đó, anh em kiểm tra khi mà anh em nhận hàng thoải mái nha. Đó, một đối một khi mà cá nó gặp sự cố ha. Đó, thì ở đây giá một con 600. Đó, con này nó có một cái đốm vàng đậm nha anh em. Hai cái đốm này nè. Cái đó là bẩm sinh. Đó, cái màu đó là thêm màu. Đó, một đôi này là 1 triệu nha. Hàng này là hàng độc lạ nha anh em. Đó, rất là đẹp. Đó, cuối tuần đi nha em, để anh em 1 triệu một cặp. Rồi tiếp theo mình sẽ đến với dòng cá ngân long vàng Amino. Ngân vàng Amino hôm nay thì mình có size tầm khoảng 15-16 nha anh em. Ở 15-16 cm. Cá này là cá nhỏ, nó vừa tầm chơi với các bạn nha. Chứ các bạn đừng có mua mà con cá rất là nhỏ nha, nhỏ quá thì nó khá là yếu ha. Đó, về mình đang mồi bạn cũng kỹ thì nó rất là dễ chết luôn. Cái đó mình chia sẻ thật tình ha. Đó, mình chính mình coi là người bán nè. Đó, mình khi mà mình nhập về nhiều á, những con cá sẽ nhỏ mình cũng tính là cá bé cho nó rẻ tiền để mà mình bán cho anh em, nhưng mà không nghĩ rằng là nó khá là yếu ha. Đó, thì đây ngân Amino 15-16 này mình đang bán với giá là 720.000 nha. Đó, 720k nha anh em. Đó, cá liền lạc không tật lỗi nha anh em, bao tật lỗi cho anh em nha. Anh em mua khi anh em kiểm tra hàng anh em kiểm thoải mái nha. Đó, size này size 15-16 nha anh em. Đó, ngân Amino hôm nay rồi khá là lâu rồi mình không có hàng luôn anh em. Ở đây được có khoảng chừng 4-5 con rồi, chứ không có nhiều nha. Đó, mình mua thì mình chốt nhanh chốt lẹ giùm em ha. Rồi. Rồi tiếp theo mình đến với dòng cá tai tượng châu Phi nha các bạn. Tai tượng châu Phi ở đây mình sẽ có size là 4 ngón rưỡi tay. Đó, dòng bông
bông từ đầu tới đuôi luôn đó. Size 4,5 ngón, size này cũng dạng là dạng to rồi anh em đó. Anh em nuôi trưng bày cũng khá là ok, khá là đẹp luôn. Những cái dòng bông hoa như thế này màu sắc khá bắt mắt nha đó. Và giá mình đang bán, bình thường mình đang bán là 220 một con đó. Hôm nay cuối tuần mình giảm nhẹ cho anh em là 20k ha, còn chẳng 200k một con thôi đó. Trong tay tượng châu Phi đó, anh em thích châu Phi thì mình mua châu Phi nha. Đó, cá cũng full bông rất là đẹp nha mọi người đó, kéo từ phần mỏ tới phần đuôi luôn đó. Rồi tiếp theo mình đến với cá hồng két nha các bạn đó. Hồng két ở đây mình sẽ có là hai loại đó, màu đỏ thì mình đang bán với giá là 150k một con đó, size gần 3 ngón. Và két xăm đó, size chuẩn chỉ 3 ngón, hơn 3 ngón thì giá mình đang bán là 200k một con nha các bạn đó, 200k một con đó. Có con đó thì nó xăm 3 cái sọc nha anh em. Đó, một sọc chính giữa là màu đỏ và hai sọc xanh lá ha. Đó. Đó, cá hồng két nha các bạn. Rồi tiếp tục ở đây mình sẽ còn một cặp cá tai tượng Thái nha các bạn. Cặp cá tai tượng Thái. Đó, size bé nó thì nó hơn 4,5 ngón tay một tí. Đó, nó dạng dạng như là 5 ngón mà anh em khép lại nha. Đó. Dòng cá này dòng full bông nha anh em. Bông là bông đỏ rực rỡ rất là đẹp nha mọi người. Đó, thì để mình lấy cái vợt, mình vào vợt cho anh em xem. Rồi đây nó lội ngang qua này các bạn. Đó, đây xem cái bông nó đi, rất là đẹp luôn. Ở dòng này là dòng whip nha các bạn, dòng whip nha chứ không phải loại thường. Đó, cá chuẩn chỉ đẹp, size nó thì nó tầm khoảng 5 ngón mình khép lại nha. Đó, thì ở đây mình còn một đôi. Đó, anh em nào mua liên hệ với mình nha, bán cho anh em với giá ưu đãi luôn. Dòng tai tượng Thái nha, không phải tai tượng thường nha anh em, loại nhập Thái nha. Đó, đây mình có một đôi rất là đẹp luôn. Cái con đó cái kỳ anh em, thì hồi sớm nó bị cũng dạng như bị cấn á, mình vớt á nó nhảy quá trời luôn. Đó, nó bị cấn một chút cái đó, có sao mình nói như vậy nha. Rồi tiếp theo mình sẽ đến với dòng cá hồng vĩ nha nè. Hồng vĩ hôm nay mình sẽ có size 13 và giá là 130k một con nha anh em. Đó, dòng này thì cái màu của nó là màu đen mung. Đó, cái đầu nó có bông nha anh em. Đó, mình đen thì cái vân nó sẽ là màu vàng vàng, nó rất là nổi nha các bạn, rất là nổi bật luôn. Đó, mỗi một chuyến thì cái bầy nó khác nhau nha các bạn. Đó, size 13 giá 130 nha anh em. Đó, dòng cá hồng vĩ. Đó, một dòng cá sống đáy mà anh em không có thể nào mà nuôi cộng đồng mà thiếu nó được. Đó, có nó cũng rất là hữu ích nha các bạn. Đó, nó sống đáy nó sẽ sạch cái phần đáy nha. Đó, size 13 giá 130k. Tiếp tục là mình còn một con cá sấu qua tiện ế nha các bạn. Đó, size khoảng 24 nha. Đó, 24 cm. Giá của nó là 300k nha anh em. Đó, trắng bông thì nó sẽ khác với cái loại mà đen nha. Loại đen là loại thường các bạn, nó sẽ rẻ hơn nha. Đó, bình thường cái size nó tầm 20 là mình bán 300 rồi anh em. Đó, thì bóng gà nó ăn mồi, nó mập, nó bự ra luôn rồi. Khoảng thêm 4 cm nữa mà giá vẫn là 300 nha anh em. Đó. Rồi ở đây mình còn sót một bé trê báo nha, còn một bé thôi, duy nhất một bé thôi. Đó, size nó tầm khoảng 15 nha anh em. Đó, và giá mình đang bán là 165k nha, 165k. Trê báo thì nó sẽ mắc hơn con cá trê hồng vĩ nha các bạn. Đó, nó mắc hơn cũng vài chục thôi chứ không có khá nhiều nha, không có mắc hơn khá nhiều. Đó. Rồi tiếp tục ở đây mình sẽ có một con cá chạch nha các bạn. Cá chạch là cá chạch từ bữa tới nay luôn. Nó size 40 nha nè, giá 250k. Nó chiều dài 40, cá khá là dài luôn. Đó, cái vân bông nó như con trăng vậy nè. Đó, anh em xem nè. Đó. Anh em nào mà sưu tập trên cái hồ săn mồi của mình á, đó, mình kiếm những con cá sông mình nuôi như thế này nó rất là lạ và rất là độc nha. Đó, nó không có đụng hàng với đại đa số anh em nuôi khác. Đó. Nó còn một loại chạch lửa đó anh em, chạch lửa thì nó hiếm hàng quá, nó không có nè. Giá 250, size 40 nha anh em. Tiếp tục mình sẽ đến với dòng cá mập super sọt nha anh em. Super sọt hôm nay thì có size tầm khoảng 12 cm và giá mình đang bán là 160k một con. À, có cái loại thường nữa nhưng mà loại thường nó mình không có hàng nha anh em. Nếu mà cái loại thường mà đúng như cái size thế này thì nó tầm khoảng 20k đến 30k nha anh em, loại thường á. Còn dòng super sọt thì nó sẽ
mắc hơn khá là nhiều, nhưng mà tiền nào thì cái sản phẩm nấy thôi, đó tiền nào thì cụ nấy thôi. Cá giá trị thì nó sẽ mắc hơn con cá thường đó. Tiếp tục ở đây mình còn vài bé mặt quỷ nha anh em, nó size là to khoảng ngón chân cái nha. Ở đây mình còn hai con ba con gì đó, đó. Trăm mấy gì mình cũng không quan tâm lắm, nhưng mà bữa nay để cho anh em 100 chẵn nha. Đó. Thì ba bé này là ba bé bữa hôm qua, hôm qua mình có chú đó đem vô được ba bé nha, ba bé nha. Còn cái xe bự thì không có nha anh em, xe bự không có. Rồi mình sẽ tiếp tục với dòng khác nha các bạn. Tiếp tục là dòng cá kim sơn. Kim sơn ở đây mình sẽ có size tầm khoảng 12cm chiều dài, và cái độ to thì nó tầm khoảng 2 ngón rưỡi, gần 3 ngón nha anh em. Ở trong đây thì nó không có đều lắm, có con thì nhỏ, có con thì to. Đó, nhưng mình bán mình sẽ lựa những cái con to thôi, con nhỏ mình nuôi lại cho nó to to. Đó thì cái size 2.5 ngón với gần 3 ngón thì mình đang bán với giá là 30k một con nha các bạn. Đó, 30k một con. Đó. Dòng kim sơn. Đó, dòng này thì nó rất rẻ. Anh em nuôi cộng đồng nó đội là nhí nhảnh cũng rất là vui. Đó. 30k một con thôi nha các bạn. Đó. Nhưng mà cái đơn hàng anh em mua cá gì mình không biết thì từ khoảng từ khoảng 200 và 200 trở lên mình mới đóng thùng và mình ship nha. Mình không có ship một con hai con mà 20-30. Tại vì mình sẽ đóng thùng xốp nha, mình không có dạng như vô bọc rồi mình quấn hộp giấy này nọ nha, mình sẽ đóng thùng thẳng vào cái thùng xốp luôn cho nó an toàn, giữ cái nhiệt độ tốt hơn khi mình đóng những cái mà dạng đơn giản hay nọ, khi nó lủng bọc nó chết nữa rồi ảnh hưởng hàng hóa của người khác nữa. Nên ở đây cái đơn hàng mà ít quá mình sẽ không đóng nha, anh em thông cảm nha. Cuối cùng là dòng cá củ sừng. Củ sừng hoàng đế. Củ sừng hoàng đế ở đây mình sẽ có size 17cm nha. 17cm mà giá mình đang bán là 260k một con nha. 260k một con. Đó. Size 17 nha anh em, bông rất là đẹp nha. Đó. Và đây cái size nhí thì size 12 mà giá mình đang bán là 120k. Rồi tiếp theo mình sẽ đến với dòng cá lóc cảnh nha anh em. Đó, lóc cảnh hôm nay mình sẽ có tổng cộng là nó còn 1 dòng, 2 dòng, 3 dòng, 4 dòng, 5 dòng, 6 dòng, 7 dòng cá. Đó, 7 dòng cá lóc kiển. Đó, rồi bây giờ mình sẽ vào chi tiết báo giá cũng như báo size cho anh em để anh em xem tham khảo trong clip cuối tuần ngày hôm nay nha. Rồi dòng cá đầu tiên là dòng cá lóc bông thái nha anh em. Lóc bông thái hôm nay mình có size tầm khoảng 13-14cm nha, và giá mình đang bán là 40k một con. Đó, thì trong cái chủ nhật hôm nay cuối tuần đó, thì anh em mà chốt 10 con mình sẽ giảm cho anh em 50k. Ở 10 con thì giá nó sẽ là 350k thôi anh em. Đó, anh em sẽ được 10 con. Và đối với dòng này anh em nuôi chung cộng đồng thoải mái nha. Nó không có dạng như tính chất mà hung bạo muốn ở một mình như là la hán này nọ nha. Anh em nuôi thả chung cộng đồng thoải mái nha. À, lóc bông thái thì nó rất là dễ nuôi, dễ tiếp xúc với nhiều nguồn nước khác nhau nè. Đó, mồi màng thì anh em cho gì nó ăn đó nè, thức ăn nè, tôm, tép, sâu. Đó, nó rất là háo ăn. Đó, anh em bỏ nó ăn chừng nào mà nóc bụng nó mới nghỉ. Cái dòng này cũng rất là nhanh lớn nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ đến với dòng cá lóc Red Barito. Red Barito hôm nay mình sẽ có size là 13cm nha anh em. Đó, ở đây thì mình sẽ có là 3 con. Có 3 con nhưng mà có 1 con nó bị lỗi với phần mắt nha anh em. Có 1 con bị lỗi phần mắt. Đấy, con đó đó. Đấy. Đó. Và giá mình đang bán với size 13 này là 320k nha anh em. Đó, 320k. Đó. Anh em mà lấy một đôi, mình tặng cho anh em cái con mà nó bị lỗi đó luôn. Tức là 3 con này mình tính chỉ có 2 con thôi. Đó, nếu anh em chốt 1 cặp ha. Đó, đây là dòng Red Barito. Thì ở đây mình còn có 2 con nha anh em. Đó. Trừ cái con lỗi ra thì mình còn có 2 con thôi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục với dòng lóc khác nha. Rồi tiếp theo mình đến với dòng lóc vảy gồng vàng Yalo Centrum. Thì ở đây nó cũng là size 13cm nha anh em, 13cm. Có con dài hơn thì nó tầm khoảng 14cm nha anh em. Đó, 13-14cm. Đó, mình chỉ ưu tiên cho những anh em nào mà mua trước, mình sẽ lựa những cái con mà to nhất cho anh em ha. Đó.
Thì Zalo Center Room này cái size 13 14 này mình bán với giá là 320k nha anh em. Nó 320k. Rồi tiếp theo mình sẽ đến với cá lóc tiểu hoàng đế nha anh em. Tiểu hoàng đế ở đây mình sẽ có size 13 cm nha anh em. 13 cm và giá của mình đang bán là 390k. Đó, này mình chỉ có một vài bé thôi. Đó, nhưng hôm nay cuối tuần mình giảm đậm cho anh em luôn. Đó, bằng giá với Center Room và Red Barito luôn. 390 mình giảm cho anh em 70, còn cho 320k thôi. Đó, 320k nha anh em. Đó, size 13 nha. Đó. Dòng tiểu hoàng đế này nuôi lớn thì nó cũng khá là đẹp nha anh em. Mỗi một dòng thì nó có cái nét đặc trưng khác nhau nha, nó không có giống nhau. Đó, tiểu hoàng đế size 13, giá 390, giảm 70, chỉ còn 320 thôi. Đó, anh em nào mà thích cái dòng này thì mình chúc nhanh chúc lẹ nha, tại vì nó chỉ có lác đác vài con thôi anh em. Rồi tiếp theo mình đến với dòng cá lóc dây xanh. Đó, dây xanh hôm nay mình sẽ có size là 12 cm nha anh em. Và giá mình đang bán là 45k một con. Đó, size nhỏ. Cá này đã thuần rồi nha anh em, đã thuần rồi, anh em chỉ việc về nuôi thôi. Đó. Đó, size là size 12 nha anh em, size 12. Đó, cá mạnh khỏe không tật lỗi nha. Rồi tiếp theo mình đến với dòng cá lóc bông beo nha anh em. Lóc bông beo hôm nay mình có size tầm khoảng 13 14 nha anh em. Và giá mình đang bán là 75k một con. Đó, thì dòng này vừa đẹp mà vừa rẻ nữa. Đó, anh em mới chơi tập chơi mình có thể mình nuôi cái dòng này, nó cũng cực kỳ là dễ nuôi luôn. Nó cũng 90% so với cá lóc Thái nha anh em. Nó cực kỳ dễ nuôi luôn. Và anh em nuôi cộng đồng cũng không cắn nhau nha, rất là thoải mái. Lóc bông beo thì ở đây mình chỉ có 4 con thôi nha anh em, không có nhiều nha. Đó, một cặp là 150k. Đó, hai cặp này chỉ có 300k thôi anh em. Đó. Bông đều đẹp. Đó, hàng này thì mình hiện tại là hết rồi, chỉ còn có 4 con duy nhất thôi. Đó, anh em nào mua thì mình chốt nhanh chốt lẹ cho nó hết luôn ha. Đó, chỉ có 300k là 4 con này nha. Tiếp theo mình sẽ đến với dòng cá lóc nữ hoàng. Lóc mình nữ hoàng ở đây mình sẽ có size là tầm khoảng 12 13 nha anh em. Đó, 12 13 cm. Đó. Cá là không tật không lỗi nha anh em, không tật không lỗi nha. Đó, và giá mình đang bán là 750k một con. Đó, 750k. Đó, cá này thì anh em lên khoảng size 15 là nhức nách luôn, nó lên màu rất là đẹp. Đó, nó nhỏ mà nó trổ màu nha anh em, trổ màu nè. Đó, còn cái ông nội này bữa nó phóng ra nè, bữa nay thì nó khỏe rồi, nó lành lặn bình thường. Đó, ở đây có hai con. Đó, coi như là con này con thứ nhất, con kia con thứ hai ha. Thứ nhất, thứ hai, đó anh em chốt con thứ nhất, mình sẽ bắt con thứ nhất, tại hai con này nó cũng khác nhau nha anh em, nó không có giống nhau. Đó. Thì đây là những con cá mình mới vừa cập nhật cho anh em xem xong, đó anh em thích cái dòng nào mình chốt dòng đó ha. Đó, thì những con cá này mình chỉ nhận chuyển khoản thanh toán trước và sau đó mới đóng thùng và mình ship cho anh em ha. Vì đây là cái mặt hàng cá cảnh, đó, không có gửi đi mà gửi về được, đó, gửi đi chứ không có gửi về được, mình xin lỗi anh em. Đó, tại vì gửi đi thì nó khoảng 1-2 ngày ở trong miền Nam thôi, còn mà ship ngược về shop của mình đó thì nó khoảng 4-5 ngày thì con cá có nước là chết thôi chứ không có sống nổi đâu, nên cái chuyện mà mình thu hộ là không nha. Đó, anh em nào bán thu hộ sao thì thu, còn riêng shop mình bán là mình chỉ nhận chuyển khoản thôi. Đó, những anh em mà mua hàng của mình nhiều rồi đó, mình cũng không có nói thêm. Như anh em mà chưa có xem kênh của mình á thì cứ xem vào tham khảo đi, coi có những anh em nào bình luận tích cực về vấn đề này hay không. Đó, thì hôm nay cũng là cuối tuần rồi, mình chúc anh em được nhiều sức khỏe, vui vẻ cuối tuần bên gia đình của mình. Đó, thì video mình đến đây cũng xin kết thúc nha. Mình cảm ơn anh em đã dành ít thời gian theo dõi video của mình. Đó, hôm nay mình đang cũng hơi trễ nhưng mà cũng phải đăng. Đó, thì theo thường lệ thì nhiều anh em cũng yêu cầu như vậy. Rồi, mình cũng xin phép kết thúc video tại đây nhé. Rồi, mình xin chào anh em nhé.